vậy nhiệm vụ. Đã 11 năm nay, khi Thương mới lớn lên 1 tuổi, cả hai bố mẹ bạn đều bị đau nặng. Cuộc sống khó khăn với căn bệnh ung thư của mẹ và vô hóa cuộc sống của bố đã rất thay vào tâm trí của Thương. Nhưng những thời gian giúp đỡ mẹ những công việc nhà, bạn lại lo vào học tập, rèn luyện. Những kết quả mà bạn đạt được ngày hôm nay chính là phương thức quý giá nhất làm vơi đi nỗi đau bệnh tật của cha mẹ. Chăm ngoan, học giỏi, cô bạn gái xinh xắn này còn có một bí mật rất bất ngờ dành cho chính mình nữa đấy. Các em có biết không, ngay từ năm học lớp 4, Thương Thương đã vinh dự đại diện cho học sinh thủ đô tặng hoa các nguyên thủ quốc gia đến thăm Việt Nam. Đây là bức ảnh bạn tặng hoa thủ tướng nước Đức Helmut Kohl. Còn đây là bức ảnh chụp cùng chủ tịch Cuba Fidel Castro. Còn đây nữa là bức ảnh khi bạn tặng hoa cho tổng thống Hàn Quốc Kim Jong Un. Bức ảnh này là tặng hoa cho tổng thống Argentina Carlos Menem. Và gần đây nhất là tổng thống Belarus. Khi được hỏi ước mơ sau này của bạn là gì, Thương đã nói: từ khi còn rất nhỏ, em đã được chứng kiến rất nhiều những cảnh đau đớn của mẹ. Bởi vậy, ước mơ sau này của em sẽ là bác sĩ. Em mong muốn em sẽ trở thành một bác sĩ để chữa bệnh cho bố mẹ, người thân em. Ngoài ra, em còn có thể chữa bệnh cho mọi người khác. Bởi vì trong em luôn luôn mơ ước và mong muốn trên trái đất này sẽ không một ai bị một bệnh tật gì hết. Tuy nhiên, ước mơ trở thành bác sĩ cũng không làm cho bạn bớt đi chút nào niềm say mê với môn văn. Trong các buổi giảng văn, Thương rất chăm chú nghe cô giảng bài. Và nếu cần, bạn cũng có thể hát minh họa cho một bài thơ nào đó nữa. Đã tăng thêm niềm tin cho tôi cũng như học trò của tôi là
cho dù có khó khăn đến đâu, nhưng nếu như có nghị lực và lý trí thì mọi khó khăn đó cũng có thể vượt qua được. Để có những cái thành tích nhất định, đem lại niềm vui cho chính mình, cho gia đình mình, cho các bạn và đem lại niềm vui cho cuộc sống. Em có biết không, tập thể lớp 6 giờ của Thiên cũng có nhiều gương mặt rất đáng chú ý nữa đấy. Ngoài Thiên Thiên, Thiên đi tặng hoa cho các nguyên thủ quốc gia, tham gia các liên hoan văn nghệ, còn có bạn Tiến Mệnh từng tham gia các cuộc thi bàn áo cam, thì bạn Lê Thanh Tú đã từng tham dự cuộc thi của vua.